khi trứng nở là một lò chất khí. Chất khí. Lúc ăn nọ tôi lại vít nó vào lòng. Vít nó vào đâu? Ôi quên, tôi vít nó vào chuồng. Vào chuồng chứ. Tôi cờ lâu rồi cắt cử nhau chung thì cái nghề ngỗng là phải coi chừng cái loài đèn kép với bà có đã. Ra mà canh chừng đàn vịt đi chứ. Ơ này ông. Không. Ông ấy là ông phải canh chừng đàn vịt cho nó cẩn thận. Kẻo cáo nó bắt hết vịt nhà mình đấy ông ạ. Thôi được rồi. Bây giờ bà lại đằng kia canh chừng đàn vịt. Để tôi lại đằng này tôi lùa vịt tôi về cũng cáo bắt mất vịt nhà mình nhá. Vâng vâng. Thank you.